Amigo Guitar Shop có một chương trình khuyến mãi hoành tráng nhất từ trước đến giờ, và có những cái nó khuyến mãi giảm giá cho các bạn đến 50%. Hãy xem tại cái link trong phần mô tả video này, của cái link website, các bạn vào xem những cái hình ảnh của những cái sản phẩm từ đàn guitar điện, guitar thùng cho đến phơ, đến dây đàn, rất nhiều thứ, amply, giữa combo, mọi thứ được giảm giá rất là tốt. Và mình cũng cho thời gian các bạn là từ khoảng cỡ mười mấy ngày để các bạn có thể mua được cái này trước Tết, thì chúng ta có thể như là một món quà cuối năm nếu các bạn có nhu cầu sử dụng những cái đàn hoặc là những cái phụ kiện guitar. Thì với cái chương trình này thì cũng là một phần của mình tri ân đến các bạn trong hơn một năm qua đã ủng hộ Amigo Guitar Shop rất là nhiều. Trên khắp cả nước, các bạn có những bạn từ Hà Nội, Thái Nguyên, rồi các tỉnh miền Trung, Bình Định, rồi các tỉnh ngoài miền Nam là ở Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, rồi Vũng Tàu, mua từ những cái cây đàn guitar chất lượng, hoặc là những cái rẻ hơn, đôi lúc chỉ là một bộ dây đàn, vài cái phím đàn hoặc là một chân đế dây đàn, thì mình rất là cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Và sẽ xin hứa là trong năm 2020 mình sẽ tiếp tục ra những clip hoặc là một cái chương trình học bổ ích hơn dành cho các bạn từ guitar điện đến guitar thùng, để các bạn có thể thấy là một cái sân chơi miễn phí dành cho các bạn trên kênh YouTube của mình. Nơi đây mà các bạn có thể đến đặt câu hỏi, và mình rất sẵn là lòng trả lời tất cả các comment của bạn với cái thiện chí tốt nhất, đặc biệt là những các bạn đến mua đàn hoặc là trình học đàn sẽ được tư vấn rất là đầy đủ. Thì thường các bạn sẽ có một chút nhầm lẫn khi mà gọi điện đến, bởi vì một số bạn không biết tên của mình, mà trong trên cái website thì có ghi tên hai người, một là Khoa hay là Toàn. Thì ra mình tên là Khoa nha, còn em trai của mình là Toàn, thì phụ trách bên cái tiếp nhận hàng, giao hàng, thậm chí cũng tư vấn cho bạn. Bây giờ Toàn là bên kỹ sư về điện tử đó bạn, cho nên rất là rành về phơ pháo mọi thứ, về đàn đớm cân chỉnh, thì toàn phụ cho Khoa về những cái mặt đó. Do đó khi các bạn liên hệ đến một trong hai người, nếu người này không nghe máy thì người kia nghe máy. Đôi lúc các bạn cũng thông cảm là mình có thể là khi đang tiếp xúc với khách hàng, hoặc là mình đang sạc điện thoại, đôi lúc là đang đi ra ngoài cho nên cũng không nghe được điện thoại. Nhưng mà chắc chắn là các bạn nhắn lên fanpage, hoặc là chỉ cần có số điện thoại, mình sẽ liên hệ lại, tư vấn đầy đủ cho các bạn với chính sách bảo hành cũng rất là tốt. Và trong năm 2020, xin chúc tất cả các bạn là có thật là dồi dào sức khỏe, luôn có nhiều niềm vui bên cây đàn guitar, một cái nhạc cụ nào đó các bạn yêu thích. Và hãy cảm thấy rằng là cuộc đời mình thật là tuyệt vời khi mình có khả năng chơi được một loại nhạc cụ nha các bạn. Nếu hữu kiện hãy like, comment, share những clip trên Guitar for Freedom để nhiều người biết hơn. Và các bạn hãy comment trong clip này, các bạn mong muốn điều gì nhất từ kênh Guitar for Freedom trong năm 2020. Hãy comment nhé các bạn. Mình sẽ xem và đánh giá lại xem các bạn quan tâm điều gì nhất trong 2020, để mình có thể làm ra những clip hữu ích hơn, chia sẻ đến cho tất cả bạn. Thì trong cái phạm vi khuyến mãi này thì tất cả các bạn đều sẽ được là tư vấn và chụp hình gửi cụ thể. Các bạn có thể lên fanpage hoặc là add vô Zalo của Toàn, có đầy đủ hình ảnh của các cây đàn. Đặc biệt mình cũng có phát triển thêm cái dòng second hand, tức là dòng đàn đã qua sử dụng nhưng mà hàng mình nhập từ bên Nhật về. Đó là các cây guitar second hand hoặc là các amply của các hãng nổi tiếng từ Nhật về. Chất lượng cũng rất là tốt và giá thành cực kỳ phù hợp để các bạn có thể luyện tập tại nhà. Hãy nhớ ủng hộ Amigo Guitar Shop.
Và nhớ rằng là chương trình khuyến mãi này là chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm nha các bạn. Với những cái cây đàn đặc biệt, ví dụ như cái dòng 22 phép này mình dành ra là hai cây đàn ha, để giảm giá rất là sâu dành cho các bạn nha. Nhớ rằng là hai cây giảm giá rất sâu, và một số cái cây đàn khác giảm giá rất là nhiều, 20%, 30%, các amply rồi thậm chí các dây đàn mình bán cái giá gốc cho các bạn để các bạn ủng hộ luôn. Hãy nhớ check ngay cái link phía dưới comment nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong năm 2020 với nhiều cái điều mới mẻ hơn. Bye bye.